Rồi chào các bạn, đây là cái con Ad Center của mình các bạn. Ad Center đời 2011 thì nay cũng 10 năm rồi các bạn. Từ tính lấy quá này 10 năm rồi. Thế là cái cây bô mình tự làm nha. Ngày xưa cái cây bô kia thời thì thích đổi bô qua đổi lại gì đó. Cái này nè. Thì mình tự làm cái cây bô này chơi. Cái bô này mình làm theo bô riêng luôn các bạn. Thì lúc đầu tiên cái cổ bô mình mua. Nè, cái cổ bô mình sẽ mua nha. Khoan đợi tí mình gỡ cái máy ra. Đây cái cổ bô sẽ mua nha các bạn. Đây cái cổ bô mua nha. Rồi tới khúc này mình tự chế nè. Tự mình hàng coi thế này chứ tại vì nó không có coi sẵn như thế này. Rồi cái bát này mình tự làm luôn. Tại mình dân cơ khí mà. Còn cái bô này mình cắt ống này ống 70 hình như là 78 hay gì á. Ông 76, 76 các bạn. Ông 80 chứ? Ông 80. Ông 8 phần. Thế 8 đúng rồi. 8 phần. Rồi cái bát này sẽ hàng tít nha. Đây là hàng argon á, gọi là hàng tít á. Thì mình sẽ cái gác chân này, gác chân số gãy rider. Cái gác chân rider gắn qua này nó tróc tùm lum rồi. Còn cái bát này là mình cắt hàng vô cho nó ngay luôn nè. Thì cái bô này mình tự làm. Ngay chỗ này có cái dĩ các bạn. Cái dĩ chỗ này nè. Ngay này hai cái dĩ nha. Có nghĩa là cái bô rin mình sẽ mổ cái bô rin ra. Rồi xong rồi mình cắt làm giống vậy luôn nè. Ngay này có dĩ hai cái ống. Mình đây có hai cái ống nó là của rin nó là 18 hay gì đó. Mình đi lại là 21. Ở đây cũng vậy nữa. Có hai cái ống ra của nó 18, mình đi lại 21. Còn cái họng ra của kia nó là 27 hay gì đó. Mình không nhớ nữa. Cái này đi là 32 nha. Còn ở trong đây có một khúc ống tiêu chỗ này nữa các bạn. Nó tiêu âm chỗ này nữa. Tới đây nó sẽ đục lỗ ở trong tiêu có ống ở đây nè. Mình sẽ đi từ ở đây nè. Tới đây. Rồi đây một cái dĩ. Đây một cái dĩ nữa. Thì nói chung là nổ thì cũng nghe tạm tạm. Không có hay. Thì cũng giống Burin các bạn. Để mình nổ cho bạn xem. Cái máy Ad Center thì nó giọng nồi lắm. Đây để mình coi cây cho bạn nghe ra guarantee nha. Nghe cũng khá hay các bạn. Nghe cũng khá hay các bạn. Rồi để bây giờ mình dựng chân chân chống đứng lên cái dựng cái máy ảnh lên cái mình sẽ quay cái bô lớn chút xíu, nẹt lên tí xíu cho bạn xem nghe nghe. Coi mình làm hay không ha. Rồi các bạn để mình sẽ nẹt cho các bạn xem nha. Đây trước mắt cho các bạn nghe cái tiếng bô của nó trước. Bô mà chưa có nẹt nè. Đây. Nghe cũng hay ha các bạn. Cái bô mà mình cái bô này mình tự làm luôn các bạn. Mình rọc cái bô rin ra. Cái bô rin của thằng bạn nó bị hư. Bị hư á, rồi mình sẽ rọc cái bô rin ra. Xong rồi mình nấu y chang, có nghe làm y chang bô rin luôn. Nhưng mà cái ống tiêu sẽ làm lớn hơn tí xíu. Nó lúc mà nó ra các bạn bung ra nó sẽ có cái độ giảm từ từ chứ không phải nó giảm đột ngột. Cái hơi nó giảm từ từ xuống, nó không giảm đột ngột như mấy cái bô mà dạng xe riêng mà DJ bô độ các bạn. Các bạn thấy không? Nó không phải như mấy cái con mà xe riêng mà đi chơi cái lỗ bô chà bá. Còn của mình thì chỉ là cho nó thông hơn tí xíu thôi, nó vẫn là tiêu bình thường hết á. Nghe các bạn nghe tiếng hơi không? Nó phịch. Nó không có nóng các bạn, nó
cái inox này là 304 nha, mình xài ở đây mấy năm trời rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn màu như thế này nè, rất là đẹp, bóng hoài luôn. Thì mấy cái mối này là mối hàng của mình nè, mình hàng ở trong á, đúc ở trong mình là dân cơ khí mà. Tại lúc trước mình làm chơi thôi, không có làm kỹ cho nó đẹp dữ, mình làm chỉ chạy thử cái tiếng bô nữa thôi. Nó không có nóng dữ các bạn. Rồi các bạn thấy chưa? Đó, đây là đòn bộ cái bù mình lập đó. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Nó không có nóng các bạn, nãy mình nó vẫn mát nha. Tại trên đây có ống tiêu như bình thường vậy đó, nên nó rất là mát. Nói chung là lúc các bạn để ở đây nó sẽ không bị phỏng giò đâu. Nó có ống tiêu nó mát lắm, tại vì chặn cái hơi chỗ này rồi. Nó là chất liệu 304 các bạn, nên nó rất là bền. Nó không có bị đổi màu luôn, nó vẫn bóng hoài. Rồi vậy mình lấy cái bù rin cho bạn xem, nó cũng giống giống cái bù rin đó. Đây cái bù rin các bạn nói thì nói chung chơi một thời gian à, rồi cũng ngán thôi, thì cũng lấy cái cũng đi lấy đồ rin thôi. Thì hôm nay mình sẽ gỡ cái bù này ra, thì xe này nó già lắm rồi, gỡ cái bù này ra mình sẽ lắp lại cái bù rin này vô nha. Đây cái bù rin đây, đây bạn thấy không, cái bù rin nè. Xa quá, nặng cái bô rin nặng ghê các bạn. Đó cái bô rin nó nặng ghê không? Đó như thế đó các bạn. Thì nói chung là cái bô rin nó như là 82, cái ống này là của mình là 80, nên cái bô rin nó nặng ghê các bạn, nó lên chiếc xe nó nặng khủng khiếp luôn, nó nặng hơn cái bô mình dữ lắm. Cái bô mình tự làm nè, nó không có nặng, nó nhẹ lắm, nó nhẹ hơn cái bô rin dữ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi lại cái bô rin các bạn. Một hồi mình sẽ thử cái tiếng bô rin với cái bô tiếng bù ấy nó khác nhau thế nào. Nè cái họng của nó ra, ống rin của nó ra là 27 nha. Còn cái mình ra là 30. Rồi thôi các bạn, để mình gắn lại cái bô này rồi sau mình đề thử coi tiếng bô rin với tiếng bô độ của mình nó khác nhau chỗ nào nha. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mình đã lắp lại cái bô rin rồi nha. Thì chơi một thời gian thì cũng chán, cũng trở về cái bô rin thôi. Thì bây giờ mình sẽ nẹt bô gắn chạy ra ti thử thì với cái bô ấy của mình hồi nãy sao nha. Thì chắc chắn là cái bô kia sẽ lớn hơn rồi. Đây, cái bô kia tự chế, còn cái bô này thì bô rin. Đi cái này vài bữa mình sẽ sơn lại mới được, cái này nó bị bay màu à. Nhạc cùi mía. Rồi cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh Mr. Tài Vlog để theo dõi các video tiếp theo các bạn. Thì nói chung là hiện giờ mấy mốt sẽ đi Campuchia nhiều hơn, dập không có đi được. Thì quay mấy cái xe cùi mía nhà chơi thôi, chứ bây giờ chưa đi được các bạn. Thôi giờ tạm biệt các bạn nha.